bị cụt một chân và đôi mắt không bao giờ thấy ánh sáng, nhưng ông vẫn không cam chịu số phận, vượt qua nghịch cảnh để gây dựng nên cơ sở làm chổi đót, tạo công ăn việc làm cho bản thân và những người khuyết tật khác. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là ông Nguyễn Sinh, mọi người hay gọi là ông Mười Sinh, năm nay 69 tuổi, ở thôn Nông Lương Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Sinh bị mù cả hai mắt và bị cụt chân trái trong một vụ tai nạn lao động hơn 30 năm trước. Không muốn mình là gánh nặng cho gia đình, năm 2008, ông đã quyết định lập nên cơ sở làm chổi đót sau khi tham gia lớp học nghề do Hội Người Mù huyện Mộ Đức hỗ trợ. Hội Người Mù tổ chức cho tôi cái nghề. Tôi ra, tôi tự làm để mà cho giải quyết cuộc sống cá nhân bản thân tôi. Thì tôi thấy là đó là một cái điều rất là tự tin và sung sướng nhất để phần gánh nặng cho gia đình. Không chỉ tạo việc làm cho bản thân, mà 12 năm nay, cơ sở chổi đót của ông Sinh đã giúp cho nhiều người khuyết tật ở địa phương có việc làm ổn định. Hiện có 7 lao động, phần lớn là người khuyết tật đang làm việc tại đây, với mức thu nhập bình quân từ 1,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Mình khuyết tật nên mình luôn đã nó phù hợp. Làm tham luôn biết luôn vẫn luôn. Mình luôn có việc luôn thì nó vui vẻ hơn. Chứ ở nhà không có việc gì thì nó ở nhà thì nó buồn. Mình tới đây thì bọn bè nói chuyện nó trò đùa nó vui. Ở Quảng Ngãi, ngày càng có nhiều cơ sở làm chổi đót. Nhưng chổi đót do cơ sở của ông Sinh làm ra vẫn được thị trường ưa chuộng vì độ bền, đẹp. Mỗi năm có hơn 100.000 cây chổi được xuất bán cho thị trường nội tỉnh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông có nguồn thu nhập khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Người khuyết tật không phải là khuyết tật mà rồi không làm những gì cho cuộc sống được, nhưng mà mình có cái niềm tin, mình tự cố gắng vươn lên thì là tất cả mọi việc mình sẽ thành công hết. Anh chị em trong hội cũng thường xuyên đến thăm hỏi và khuyến khích động viên. Thì anh Mười Sinh thì anh cũng hoạt động rất là tốt. Và cái gương của anh Sinh thì chúng tôi cũng thường đi các xã để mà tuyên truyền vận động số chị em khuyết tật trong huyện hội để mà noi theo tấm gương của anh Sinh. Mà đó là một cái nền tảng cho người khuyết tật vượt khó vươn lên. Khi cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nên mình không được gục ngã trước nghịch cảnh cuộc đời. Triết lý sống này đã giúp ông Sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông đã và đang thắp lên những tia sáng cho nhiều người khác có cùng cảnh ngộ.